anh biết không? Chúng tôi đã ở đây lâu lắm. Hồi nhỏ đó, tôi hay trèo lên cây có cành lá tùm và trốn một mình ở trên ấy. Cô trốn trên cây ấy để làm gì? Tôi cũng không biết để làm gì nữa. Nhưng bộ anh chưa từng có ý nghĩ lẩn trốn một mình bao giờ sao? Có chứ. Tôi cũng thường chơi trò trốn tìm lắm. Tôi cũng rất thích trồng hoa. Anh có thể rải dọc theo ở đây nè mấy cái hộp giống dây leo, như hoa kèn nè, tóc tiên nè, thì sang năm tới dây leo sẽ bám đầy hết, đẹp lắm. Dân, cô đề nghị rất hay. Tôi sẽ trồng đủ loại hoa đẹp. Tôi nghĩ đến việc này lâu lắm rồi, nhưng tôi không có thực hiện được. Còn phía sau này có một khu vườn rậm rạp. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Tôi thích nhất là khi hoàng hôn buông xuống, đứng bên hàng cột trắng ở sau vườn, nhìn mặt trời dần khuất phương xa, hoa cỏ nhuộm hồng bởi ráng chiều trùm phố, sương khói mong manh quyện vào ngàn cây. Cảnh vật nên thơ, ngỡ là chỉ có trong mơ. Bao nhiêu ưu tư muốn phiền đều tan biến đi. Và khi trăng lên cùng với ánh sáng lung linh của muôn vì tinh tú, anh sẽ thấy tâm hồn mà trải rộng hòa vào thiên nhiên. Những ngày xa xưa tôi vẫn thấy một mình dạo bước nơi đây và đứng bên hàng con dân. Hàng cột trắng kia sao lại sương màu đó tươi? Đó, đó, anh thấy không? Hàng cột trắng sương màu đỏ. Sương màu đỏ thì sao? Chuyện gì đã làm cho cô sợ? Tôi cũng không rõ chuyện gì đã làm cho tôi hoang mang, lo sợ. Chỉ cảm thấy trong im lặng, nó như một cái bóng luôn kề cận bên tôi không chút xa rời. Nó như kẻ tình si, tự nguyện dấn thân không cần tiếng gọi mời. Dù không dáng không hình, nhưng thật là khủng khiếp. Lẫn đợi chờ và có cả khổ đau. Tôi không biết nó từ đâu đến. Rồi bỗng nhiên chụp xuống người tôi, làm cho tay chân bãi hoài rụng rời. Đôi mắt qua lăng đất trời như cháu đào. Bây giờ cô thấy thế nào? Khỏe chưa? Hay là tôi đưa cô vào nhà nghỉ nha? Không, không cần đâu. Tôi khỏe rồi. Từ trước đến nay tôi thường hay vậy lắm. Bệnh đến nhanh mà rốt cũng nhanh nữa. Hồng ơi, nếu cô không thích màu đỏ của hàng cổ thì tôi sẽ sơn lại màu trắng
cho cô đẹp mỹ vừa lòng. Không hiểu sao tôi thấy nỗi buồn chồng chất khi cô đọc chung thư phòng. Thấy thương thương cô gái lần đầu gặp gỡ, nhớ đôi mắt đen tuyền, nhớ mái tóc xóa bờ vai. Lòng xót xa cho nghịch cảnh đàn bài tuổi xuân phơi phới, mà tương lai như mùa thu hiu hắt. Có lẽ điều thầm kín của tôi và niềm riêng của cô trói chặt nên mới khiến cho mình dễ cảm thông nhau. Mình dễ cảm thông có lẽ vì anh là nhà văn, còn tôi thì thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết của anh. Cô thích tác phẩm nào nhất? Hai hạt cát nhỏ nhòi. Vì sao? Tại vì anh có nghe gì không? Đâu có. Có. Đâu có nghe gì đâu. Có tiếng người đang thở. Nếu có tiếng người đang thở thì nhất định là của cô hoặc là của tôi thôi. Không, không phải, không phải đâu. Tôi còn lạ gì với cái khu vườn này nữa. Chắc chắn có người thứ ba đang có mặt ở đây. Hay là tiếng lá rụng? Nữa à, lá rụng sao biết đi. Anh nghe thử xem. Đó, đó, có tiếng bước chân đó. Đúng rồi. Nhưng mặt xác nó, chúng ta đi thôi. Ai? Đừng, anh đừng đến đó. Anh đừng đến đó, đừng đến đó nha. Đi đi, đi nhanh lên. Buông ra, buông tay tôi ra. Tao bắt được mày rồi. Tao đã tóm được mày. Là con yêu tinh, là một con quỷ cái, tao phải báo thù, phải phân thây ra làm trăm mảnh. Không, không đâu, không phải tôi mà. Tao đợi mày suốt mấy đêm qua, còn tao đâu, hãy mau đem trả. Nếu không thì tao lột da mày và rút hết gân cho tới chết. Hay à. Nhưng bà là ai, từ đâu đến đây và câu chuyện như thế nào? Bà hãy kể rõ sự tình rồi cùng giải quyết cho em xuôi. Bây giờ hãy buông cô ấy ra đi. Không không, nó sẽ chết. Nó sẽ chết liền nếu như mà không trả lại con tao. Con tao đâu? Con tao đâu? Buông ra, buông ra. Đâu? Không có đường tránh nữa. Bà là ai vậy? Nếu bà không buông ra, buộc lòng tôi phải dùng sức mạnh với bà. Buông tay tôi ra. Buông. Không buông hả? Không buông hả? Ui da. Trời ơi, đừng có cắn tôi nữa mà. Tôi không cố ý làm cho bà đau đâu. Chạy đi Tám Hồng, chạy đi. Bỏ tay mẹ tôi ra. Buông ra. Buông ra. Để tao giết nó. Tao giết nó. Mẹ, mẹ. Mẹ, con đây mà. Mẹ nhìn xem, con là con của mẹ đây. Dân Quang đây. Dân Quang? Dân Quang? Dạ. Ờ, phải rồi. Dân Quang con của mẹ đây mà. Con ơi, mẹ bắt được nó rồi. Mẹ bắt được nó rồi. Mẹ, mẹ, bắt mẹ. Được, bắt được rồi. Rồi, 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 rồi. Con biết rồi, con biết rồi. Mẹ ơi, bây giờ nè, chúng ta đi về nhà nghe mẹ, nghe. Anh Quang à, tôi thấy anh nên giữ mẹ anh cẩn thận hơn, hoặc là đưa vào nhà thương đi. Không nên để bà ấy đi lung tung như vậy. Suýt chút nữa là bà ấy đánh cô này bị thương rồi đó. Nếu tôi không lầm thì có phải ông vừa dọn đến ở trong ngôi nhà quang lạnh? Vậy thì tôi khuyên ông chớ nói bừa khi chưa tường tận nguyên nhân.
mẹ của tôi có thể không bình thường về tinh thần và trí tuệ, nhưng suốt quãng đời đã qua bà chưa làm hại một ai. Thực tế là bà ấy đã đánh chửi cô gái này đây. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi bịa chuyện hay sao? Với cô gái kia chắc gì ông đã hiểu được, nhưng đó là chuyện của chúng tôi, ông đừng có xen vô. Mẹ, chúng ta về đi mẹ. Hãy tránh xa nơi quỷ quái này, từ nay không thèm đến đây nữa. Đi nghe mẹ. Đừng khóc nữa Tâm Hồng à. Mọi chuyện ổn hết rồi, chẳng qua chỉ tại vì bà ấy điên thôi mà. Tại sao bà ta tìm bắt tôi? Tôi đâu có biết họ là ai đâu. Tôi cũng không biết con của bà ta nữa. Sao bà ta đánh bắn tôi chứ? Bà ấy điên nên mới nói như vậy thôi. Cô đừng để ý nữa, chúng ta về nhanh đi. Tâm Hồng, hãy vào nhà cậu Phát nghỉ để chờ ba. Dạ. Cậu Phát, tôi biết cậu đang thắc mắc về chuyện vừa qua phải không? Thưa ông, dường như chung quanh cô Hồng còn có mập mờ chuyện gì đó. Và hai mẹ con người đàn bà điên loạn kia là ai? Tại sao bà ấy có vẻ dữ dằn với cô Hồng như vậy? Tôi thành thật cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì không biết chuyện gì xảy ra với Tâm Hồng. Còn người đàn bà điên loạn đó có một quá khứ rất đau thương. Theo tôi nghĩ, tốt nhất là nên đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần. Bằng không, để như vậy rất là nguy hiểm. Nhưng bà ấy không có gì nguy hiểm đối với người khác cả. Vậy nghĩa là sao? Bà ấy không làm hại ai, trừ Tâm Hồng con tôi. Thật tình, tôi không hiểu. Trước đây bà ta là một người phụ nữ mặn mà nhan sắc. Khi chồng chết đi vẫn giữ chữ thủy chung mặc cho bướm lượng ông. Mười mấy năm sự khôn khó luôn bằng nặng dây gầy, nhưng bà vẫn kiên tâm nuôi hai con đến ngày con lớn. Cô cho nó học hành để có tương lai. Dân khi được con lớn học giỏi rất đẹp trai, đã khiến tôi xúc động vì tấm lòng hiếu thảo. Nên ngài ra trường nó đến tìm tôi xin việc, tôi chấp nhận ngài không chút đắn đo nghi nào. Như vậy là rất tốt rồi. Nhưng nguyên nhân nào đã khiến bà ấy thành người điên loạn? Tôi sẽ kể hết cho cậu nghe đây. Hồng, em hãy trốn đi với anh. Anh Phi à, em không thể. Vậy là em chưa thật lòng yêu anh mà. Anh Phi ơi, em rất yêu anh. Nhưng em sợ. Em sợ gì? Em không biết, nhưng em linh cảm rằng sẽ có chuyện gì không hay xảy đến cho em. Như vậy là rõ ràng em cũng có ý nghĩ giống ba em, là anh yêu em vì tiền chứ gì. Anh Phi. Hồng, tại sao anh lại nói như vậy chứ? Hồng ơi, nếu không vì quá yêu em thì anh đã bỏ đi sau mấy lần ba em ngầm cho anh biết rằng ông không còn tin tưởng anh nữa. Hồng ơi, nhưng vì
yêu em nên phải cam lòng ôm đau nuốt tuổi chôn sầu không một lần thở than. Bao nhiêu lời khinh bỉ dèm pha làm cho anh xấu hổ, nhưng chỉ vì không thể xa em nên anh cố nén bao giận hờn. Nếu thương em thật lòng xin chớ buồn chớ trách chi ba, chẳng qua gì bởi quá Hồng ơi, anh vẫn biết cha mẹ nào cũng luôn khắc khoải lo âu khi đường tương lai của con còn dời xa thăm thăm. Nhưng muốn có được lầu hồng hạnh phúc thì đôi ta phải nắm tay nhau mà xây đắp dung bồi. Giảng bất đắc dĩ mình mới đặt mẹ cha trước chuyện đã rồi. Anh Phi à, đừng ngắt lời mà hãy nghe anh nói hết. Rồi em suy tính cách nào anh cũng chịu theo. Bởi mạng sống của anh bây giờ tùy thuộc ở em. Anh chấp nhận mà không bao giờ ân hận. Cuộc đời anh như thuyền trên biển cả sóng sẽ nhấn chìm nếu không còn bên đó. Anh Phi ơi, em rất đau lòng khi nhìn thấy anh khốn khổ, nhưng trong hoàn cảnh này em không biết phải tính làm sao. Hay là anh hãy ráng nhẫn nhịn một thời gian nữa, khi mọi việc rõ ràng thì ba em sẽ chấp nhận anh thôi hả? Không, ba em đã gán ép tất cả tội lỗi ông đổ trút cho anh mà chẳng chút thương tình. Dù có gạn lọc anh cũng không tìm ra chút sai phạm của mình. Nếu ở lại để bị ba em sa thải thì sau này liệu có nơi nào dám nhận anh không? Hồng ơi, yêu em là chấp nhận cả đời đau khổ, đừng bỏ anh một mình cô độc lắm Hồng ơi. Anh hứa yêu em suốt đời không phai nhạt, dù phiêu bạc chân trời hay góc biển xa xăm. Hồng ơi, anh gian em mà. Hãy trốn đi với anh, hãy theo anh, hãy theo anh mà. Nhưng mà làm sao, làm sao em có thể bỏ gia đình đi theo anh được? Vậy là em đặt gia đình em trên tình cảm của chúng ta. Anh Phi, có phải vậy không? Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay tôi làm tin cô yêu tôi nhất trên đời. Thôi được rồi, kể từ bây giờ tôi không còn tin vào tình cảm của cô nữa. Anh Phi, anh Phi ơi, anh hãy nghe em nói nè. Giữa hai ta, nếu sau này ai phụ bạc, người ấy sẽ phải chết với đũng sâu này. Hồng, Hồng ơi, anh thật là ngu dại mới không tin tưởng tình yêu chân thật của em. Anh hứa từ đây về sau mãi mãi
anh tin yêu em tuyệt đối đó. Anh Phi. Không. Buông ra. Dạ thưa. Im đi. Tôi nói rồi, cậu phải buông tha cho con gái của tôi. Nếu không thì cậu chớ trách nha. Tôi dạ. Nói là tôi làm, cậu liệu hồn đó nha. Dạ thưa ông, xin ông bớt giận mà nghe con bài giải. Thôi cậu hãy im đi, chớ uống công tìm lời ngụy biện. Đừng tìm cách nói quanh nói quanh, tôi không tin cậu nữa đâu. Trước kia tôi dễ dàng tin vì thấy cậu là con người hiếu hạnh. Nào ngờ cậu lấy quán trả ơn, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi mà. Ơn nghĩa chất chồng quằng nặng tờ núi cao. Suốt cuộc đời này con nguyện khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt ghi tâm mà cậu lại chuyên quyền biển lận, cứ tiếp tục sửa đổi quá đơn, ăn cắp ngân quỹ để tiêu pha. Không, không phải như vậy đâu. Bà đã vu oan cho anh Phi. Tại bà không bằng lòng cho con yêu anh Phi nên bà tìm đủ mọi cách để sa thải ảnh, phải không ba? Tâm học. Thưa ba, nếu ba làm một điều gì bất lợi cho anh Phi thì con sẽ bỏ nhà đi tức khắc. Tâm học, con đã mất hết lý trí rồi. Nó yêu con chẳng qua vì tiền bạc của ba mà thôi. Không, không phải vậy đâu. Ba đừng có nói nữa, con không muốn nghe, con không muốn nghe. Không, sao con lại dám hỗn hào với ba con như vậy chứ? Mặc kệ tôi đi, ba đâu phải là mẹ tôi mà dạy bảo tôi chứ. Không. Trời ơi. Con thật là hoang đường vô tri và không chịu hiểu gì cả. Con xem trọng tình yêu hơn là ơn sanh thành dưỡng dục phải không? Tình yêu của ba ngày xưa còn nồng đượm hơn chúng con bây giờ nữa. Cũng chính vì tình yêu đó mà các người đã giết mẹ tôi. Hồng, bây giờ con đã đến tuổi trưởng thành rồi, con có quyền tự định đoạt đời con. Hồng à, con đã lớn rồi, ba không cưỡng ép, ba không cưỡng ép con chuyện gì cả, mà ba chỉ muốn bảo vệ con thôi. Con có quyền trách móc người cha bất hạnh này, nhưng ba không thể không lo lắng cho con, không thể không thương con được mà. Con xin lỗi. Con là con của mẹ đây mà. Anh Phi. À kìa. Hà. Anh Phi, có chuyện gì mà anh muốn gặp em gấp như vậy? À, Hà ơi, anh muốn nói với em là anh muốn nói với em chuyện gì? Sao hôm nay anh có vẻ ấp úng quá vậy? Nè, không giống như mọi ngày nghe, nói năng lưu loát bạc thiệp. À, có phải chuyện anh với chị Hồng em không? Sao, muốn nhờ em làm gì đây? Nếu được á, em không bao giờ từ chối nghe. Nói đi, em hứa giúp là giúp, không nuốt lời đâu, thiệt á. Nếu như mà tánh tình của chị Hồng em được phân nửa của em thôi thì anh hạnh phúc biết chừng nào. Tánh của chị em thì như vậy đó, lúc nào cũng do dự, không dứt khoát chuyện gì hết á.
Nhưng mà phải công nhận á, là chị Hồng của em rất yêu anh. Vì bữa đó là lần đầu tiên chị dám vì anh mà to tiếng với ba em á. Rất yêu anh, mà chỉ cần vài ba câu nói của bác Châu là Hồng đã thay đổi ý định rồi. Anh đừng có trách như vậy, không có đúng đâu. Sở dĩ chị Hồng em á không bỏ đi với anh, một phần vì không can đảm, vì từ ấu thơ cho đến khi khôn lớn chưa lần nào rời khỏi mẹ cha, trừ những lúc đến trường. Chị Hồng luôn được chiều chuộng nâng niu, từng giấc ngủ đến miếng ăn, thì không thể một sớm một chiều từ bỏ được. Một phần vì quyết nhục tình thâm, tình phụ tử thiêng liêng quân quýt buộc ràng, vì vậy chỉ do dự là phải thôi. Hà ơi, mấy ngày qua anh suy nghĩ tận tường, là có nên tiếp tục mối tình này không? Kìa, anh Phi, anh nói gì mà lạ vậy? Không lạ đâu em. Nếu như kéo dài tình cảm với Hồng thì chỉ khổ cho cả hai. Vì trên đường đời có biết bao nhiêu là điều nan giải, mà tâm Hồng thì quá nhu nhược, sẽ không giải quyết được gì, còn làm vướng bận tâm trí anh, thì làm sao mà xây dựng được tương lai chứ. Anh nói vậy là trong tâm trí của anh đã suy tính điều gì rồi phải không? Phải. Tâm à, chỉ có em mới đem đến cho anh tình yêu và hạnh phúc thật sự thôi. Hà ơi, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em, Hà ơi. Anh yêu em. Anh Phi. Hà, xin em đừng từ chối tình anh mà. Anh Phi, chớ nên trêu cợt, buông lời trăng qua tiếng yêu thương vô cùng quan trọng. Anh đừng nên bóng gió xa xôi. Biết bao đêm nghĩ suy tường tận, trong lòng anh chỉ có em thôi. Đã yêu chân thật chị Hồng của em, mấy năm qua tình yêu nồng đậm, sao giờ đây anh nói yêu em? Chắc tại ba càng ngăn duyên nợ nên làm anh suy nghĩ quẩn quanh. Không, anh không suy nghĩ quẩn quanh đâu, mà trái lại anh suy nghĩ rất chín chắn. Nhờ chuyện cản ngăn này mà anh mới nhận định được tình yêu đích thực. Tâm Hà ơi, anh yêu em mà, anh yêu em, anh Phi à, anh, tại sao? Trời ơi, chị hai à, em Hà ơi, chị chết mất, đây có phải là sự thật không? Không, chị hai ơi, không phải như vậy đâu. Thật sự thì em trời ơi, điều tôi linh cảm quả đúng chẳng sai, em tạo ra chi cảnh khó xử này. Hà ơi, bây giờ chị biết quán trách ai đây? Chị hai, em Hà, em về đi, mọi chuyện có anh lo. Chị hai ơi, xin hãy bình tâm mà nghe em bài tỏ đôi lời. Nào phải đâu
mà đó chẳng qua gì. Vì tình cảm bốc đồng chờ thoáng qua. Hà ơi, trên đời này không thiếu đàn ông con trai, tại sao em không chọn, lại cho người yêu của chị hả em? Hãy về đi Hà. Tất cả mọi chuyện do anh, em không lỗi gì hết. Về đi em. Về đi. Hồng. Trời ơi, tại sao tôi không chết đi, lại để cho tôi chứng kiến một sự thật như thế này? Hồng ơi, em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói nè. Không, tôi không còn dám tin ở lòng người nữa. Tâm hồn của các người là một vùng bóng tối, nên không còn biết đạo lý nghĩa tình. Trời ơi, sao em không chịu nghe giải thích mà em cứ... Phải, tôi đã hôn Tâm Hà, nhưng đó chỉ vì thân thể kia là hình bóng của em, của em đó. Em hiểu không? Mấy ngày qua anh như là một kẻ mất hồn, anh đi lang thang, anh không còn thiết sống nữa. Chung quanh anh hình bóng em luôn hiển hiện. Cho nên khi tình cờ gặp Hà, anh cứ ngỡ đó là em. Cho nên... Thôi đi, anh đừng ngụy biện nữa. Tôi không tin, tôi không tin đâu. Hồng, Hồng ơi, tha thứ cho anh Hồng ơi. Hãy tha thứ cho anh nghe em. Nhiều lúc vì quá đau khổ, anh không còn biết mình ra sao nữa. Hồng ơi, anh xin em, anh gian em, em hãy đi với anh. Em hãy đi với anh, nếu nếu không anh chết mất. Anh chết mất Hồng ơi, anh chết mất Hồng ơi. Anh Phi. Được rồi, em tha thứ cho anh. Em sẽ đi với anh. Cảm ơn em. Em ơi, chỉ cần em tha thứ cho anh, chỉ cần chúng ta yêu nhau chân thật, là anh mãn nguyện rồi. Anh mãn nguyện lắm rồi. Em ơi, Hồng, Hồng ơi, Hồng. Sao nghe lòng buồn vô tận. Dương chữ tình đành lối đạo, giờ phiêu lưu nơi xứ lạ. Lại buồn khóc nữa. Em bỏ nhà theo anh nên chúng ta mới được kề cận bên nhau như vậy. Em còn buồn gì nữa? Đâu có, em đâu có buồn. Em chỉ hơi nhức đầu thôi à.
Thôi đi, đừng có giả vờ bệnh nữa. Sao, em có bằng lòng đưa giấy tờ cho tôi đi làm hung thú không? Em đã nói nhiều lần rồi mà. Ừ, sao? Sao anh vẫn không tin em vậy? Lúc trốn đi vì vội vã quá, sợ ba má hay, nên em quên lấy giấy tờ. Trời ơi, chưa có thấy ai mà khờ như em hết trơn. Nếu không có giấy tờ thì chẳng có cách nào mà để làm hung thú hết á. Anh Phi à, chuyện làm hung thú á thì từ từ rồi mình sẽ tính. Chỉ cần trong lúc này anh đừng bỏ em một mình trong căn nhà trọ này, em sợ lắm. Hồng à, em tưởng tôi đi chơi hả? Tôi đi kiếm việc làm đó. Nếu không thì lấy gì để sống chứ? Tiền tôi đem theo bao nhiêu tôi đã cung phụng cho em hết rồi. Ai... vậy mà em vẫn dửng dưng không thông cảm, không phủ lo mà còn hờn còn trách nữa. Tôi nói cho em nghe, bây giờ anh đã có một cái ấp phe hàng lậu lớn lắm, chỉ chờ có tiền, tiền. Nhưng mà từ nhỏ đến giờ em chưa từng rời khỏi nhà, nên không biết phải giúp anh bằng cách nào nữa. Rất dễ, có gì đâu mà khó. Thì em cứ lấy tiền vàng của em đem theo ra chi dùng là xong. Anh Phi à, thật tình em không có đem theo cái gì hết. Em tưởng anh là thằng con nít hả? Trốn khỏi nhà mà không chuẩn bị gì hết à? Thì sau cái đêm mà ba bắt gặp anh và em lén lút gặp gỡ đó, ba má đã cất hết tiền bạc vòng vàng của em rồi. Rồi kế đến lại xảy ra chuyện giữa anh và Tâm Hà đó. Thôi, đừng nhắc nữa. Anh đã xin em tha thứ rồi mà. Phải, dù sự thật kia vô cùng tàn nhẫn, đã làm lòng tôi rối bời, tim tôi tan nát, nhưng trước những lời giải thích, trước gương mặt thống khổ tiều tụy của anh, tôi đã khóc thật nhiều và sẵn sàng tha thứ cho anh, rồi đã quyết định trốn đi với anh rồi còn gì. Nhưng bây giờ em nhắc chuyện đó để làm gì? Để anh thấy rằng em rất yêu anh, rất tin anh. Và ngược lại, em nghĩ anh cũng rất tin em. Dĩ nhiên là anh tin em rồi. Nhưng mà chuyện trốn đi mà không đem theo chút ít tiền bạc để tiêu xài thì thật là vô lý quá mà. Thật tình lúc trốn đi, em chỉ nghĩ một điều là được gần bên anh là em đã mãn nguyện rồi. Ngoài ra em không nghĩ gì khác cả. Em không nghĩ gì khác? Phải. Em nói thật phải không? Thật mà. Mở vali ra đi. Anh kêu mở đi. Anh còn chần chờ gì nữa? Vậy là cô đã nói dối phải không hả? Trời ơi, em không ngờ, em không ngờ anh lại thiếu lòng tin với em như vậy. Đừng có nói nhiều. Nếu muốn tôi tuyệt đối tin em á, mở đi còn chần chờ gì nữa, mở ra coi. Cả cuộc đời em, em đã trao trọn cho anh mà em còn không so hơn tính thiệt, thì xá gì là tiền bạc vòng vàng chứ. Tin và tiền là hai chuyện khác nhau. Bây giờ không mở phải không? Được rồi, nếu không mở thì để anh. Nói thiệt với em á, cái này là bất đắc dĩ lắm tôi mới làm cái chuyện như vậy thôi đó nha. Trời ơi, ngu nè. Sao mà ngu quá vậy? Không có tiền thì lấy gì để sống hả? Anh đã nói với em là chỉ cần chúng mình yêu nhau chân thật mà. Yêu nhau chân thật rồi lấy nước lã mà sống hả?
Sao ngu quá, ngu quá mà. Tại sao cô ngu quá vậy hả? Tại sao? Tại sao cô, cô ngu quá vậy hả? Ba ơi, con đã sai rồi. Lời người xưa nói quả không sai mà. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Người ta yêu con chỉ vì tiền thôi ba. Thôi, nếu muốn vẹn cả đôi bên thì tốt hơn hết nên nghe lời tôi, trở về nhà lấy giấy tờ và tiền bạc. Em à, thật sự thì anh cũng yêu em lắm, nhưng mà sở dĩ anh thốt ra những lời nói vừa rồi là chẳng qua vì sợ không có tiền để mà mình sinh sống. Cái lúc anh chưa tìm được việc làm, anh sợ em không quen thiếu thốn, cho nên anh mới nóng lòng nói vậy thôi chứ. Anh đừng dài dòng nữa, anh nói đi, tôi phải làm cách nào để lấy những thứ đó khi mọi người trong nhà đã để tâm đề phòng. Như vậy là em đã bằng lòng rồi hả? Tôi trót đã phóng lao thì phải theo lao chứ. Cô cay đắng với tôi đó. Cô nên biết bạn gái của tôi người nào cũng đẹp hơn cô hết. Sở dĩ tôi muốn cưới cô là chẳng qua là để tìm một địa vị tốt trong xã hội. Nè, bây giờ mọi chuyện tùy cô, về hay không chẳng ăn nhầm gì tôi hết. Nhưng cô nên nhớ, kể từ giờ cô không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa, biết chưa? Trời ơi, con đường giao tình yêu ngỡ hoang qua nở dài theo lối đi, ngờ đâu có cái dân đầy tôi chân xa lầy khi càng dân bước. Đời còn gì ba hai thứ thà lỗi lầm đã đó, đến khi gia đình hết còn nghi nan, em hãy mau gom vàng chúng ta cùng bay xa xây tổ ấm gia. Được, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở hàng cột trắng. Nhớ, em nhớ lấy nhiều tiền vàng, biết chưa? Chuyến làm ăn này
mà trót lọt thì chúng ta sẽ sống sung sướng. Chờ cho cơn giận của ba em nguôi ngoai á, khi ấy anh sẽ đưa em về tạ lỗi với gia đình. Thôi, bây giờ em đi nghỉ cho khỏe. Để anh mua vé xe và lo ngay thủ tục lập hôn thú. Bây giờ em đi nghỉ đi ha. Nghe lời anh, đi đi. Cậu Phát ơi, trong mắt tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Thì tâm hồng đột ngột trở về với tâm thân tình tùy xanh sao. Trời ơi, chỉ có 10 hôm xa cách mà nó như kẻ không có linh hồn. Nó chỉ nói vỏn vẹn một câu: ba, con đã trở về đây, ba tha thứ cho con không. Có cha mẹ nào mà không tha thứ cho con khi nó đã biết ăn năn hối lỗi. Rồi 3 ngày sau nó bảo với tâm mà là nó đến nơi hẹn để cùng dân phi gặp gỡ cuối cùng. Khi chúng tôi đến nơi thì thấy tâm hồng quần áo tả tơi nằm sóng xoài trên cảnh hàng cột trắng. Còn dân phi gặp bằng thi thể già đã lìa đời ở dưới cùng sông. Sau lần kinh hoàng đó, tâm hồng hoàn toàn mất đi trí nhớ. Nhưng tại sao cô ấy lại nhớ những sự việc xảy ra thuở bé, vẫn nhớ khu vườn này và nhớ những quyển sách đã đọc? Ngoài câu chuyện thương tâm có liên hệ đến gia đình dân phi thì cái gì nó cũng nhớ. Vậy cô Hồng có biết mình đã mất một phần trí nhớ hay không? Chắc nó biết, nên lúc nào cũng cố gắng tìm tòi quá khứ của mình. Vậy đến bây giờ ông cũng chưa biết sự thật chuyện đã xảy ra à? Chúng tôi không ai biết được bi kịch đó xảy ra như thế nào cả. Cảnh sát đến điều tra nhiều lần nhưng mà vẫn không tìm ra. Và lời kết luận sau cùng là vô ý té ngã vì hàng cột trắng đã mục nát. Trên phương diện pháp lý, coi như vụ án đã xếp lại, nhưng còn những lời bàn tán. Có người thì nói chính tôi giết dân phi, vì ai cũng biết tôi là người ngăn cản mối tình của nó. Còn người thì cho là tâm hồng giết. Và đôi lúc họ lại đồn ầm lên cả nhà tôi súng nhau giết chết dân phi để rồi đẩy xuống cũng sâu. Còn bà mẹ của dân phi vì quá khổ đau trước cái chết của con, cho nên bà quá điên và cho rằng tâm hồng là thủ phạm, nên lúc nào cũng muốn giết nó để báo thù. Cái chết của một gã con trai đã làm cho hai người đàn bà điên loạn, cái chết đầy bí ẩn. Cậu là nhà văn, vậy cậu thử tìm cái gút của câu chuyện xem có gì lạ không. Ông có thật tình muốn vén màn bí mật không? Thật tình mà nói, tôi vừa muốn biết rõ sự thật, vừa thấy sợ sự thật. Tôi nghĩ là tâm hồng không đời nào ám hại ai. Cầu mong đúng như lời cậu nói. Trễ rồi, ông đưa cô Hồng về nghỉ đi. Cảm ơn cậu. Tâm Hà, anh viết thư gửi em vì anh không tin sau khi gặp được em anh còn đủ bình tĩnh để nói những lời chân thành tha thiết. Từ trái tim anh hơn 4 năm qua rồi luôn tưởng mơ mong chờ người con gái ngây thơ, chỉ trong phút giây ban đầu mà lòng này vẫn vương mong hình đã phong lớn cả gia đình
nên lời tình đầu đành lắp chôn bơi hơn trăm. Anh như kẻ không linh hồn ngẩn ngơ buồn đứng nhìn em qua. Nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đến. Mà thôi, anh xin em đừng đến. Em cứ để anh đợi. Đừng, đừng bao giờ đến Hà ơi. Anh Quang. Tâm Hà. Vậy là em đã đến Hà. Quang, anh yêu em nhiều, nhiều như vậy, mà sau cuối thư, anh mong em đừng đến. Vì anh đã nghĩ đến việc sẽ giết em, sẽ xé nát em ra từng mảnh. Chỉ vì anh lúc nào cũng không thể quên em. Quang ơi, biết bao phen em thầm trách mình lầm lẫn. Vì bức thư của anh em đã nhận. Bởi từ lúc đó, từ lúc đó trước mắt em luôn tiềm ẩn gương mặt khổ đau cùng mái tóc đầm sương chiều. Thấy anh cô đơn giữa cảnh vật hoang vu cây cỏ trùng trùng đắng mưa bụi theo từng cơn gió như cờ như đùa làm buốt lạnh kẻ tình si. Ôi thương làm sao đôi mắt đầy lửa nhiệt tình nhưng dương dương nỗi khổ đau chua xót. Cầm phong thư mà thấy lòng rung động khoái đời mong mà hồn ngân ngân. Hà ơi, trong anh có quá nhiều mâu thuẫn giận hờn em nhưng lại không thể chẳng yêu em. Muốn gặp em mà lại mong em đừng đến. Tất cả những điều đó có phải xuất phát từ tình yêu thầm lặng hay không? Còn em muốn quên tất cả, quên lỗi lầm cũ dù rằng không cố ý tạo ra. Em muốn tìm lại quãng đời chúng ta hồn nhiên vui vẻ. Nhưng em đã hoàn toàn bất lực. Kể từ lúc hai gia đình trở thành thù nghịch, Hà có biết rằng anh buồn khổ lắm không? Nhiều lần nhìn em đến trường mà lòng quặn thắt. Anh muốn hủy diệt em và quý vị cả anh. Có phải chăng đây là sự an bài của định mệnh để anh em tôi đều phải chết dưới tay của chị em Hà? Hà ơi, anh đã mong em đừng đến. Vì em đến thì cuộc đời chúng ta có thể sẽ không còn. Chúng ta
bị rơi vào địa ngục, sẽ rơi vào vực thẳm khổ đau. Vì vậy mà anh mong em đừng bao giờ đến. Nhưng anh thừa biết là em sẽ đến, phải không anh? Hà, anh Quang. Tâm Hà, cô định đi đâu vậy? Đến đây gặp anh. Có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi anh về chuyện riêng của tôi. Tại sao chuyện riêng của cô mà lại hỏi ý tôi chứ? Vì anh là nhà văn, anh thấu hiểu sâu sắc những gì thuộc về tình cảm. Chuyện yêu đương phải không? Cũng gần như vậy á. Anh Phát, anh hãy cho tôi biết, nếu yêu một người mà anh không nên yêu thì phải làm sao? Chuyện này không thể tìm được lời giải đáp. Nếu chẳng biết nguyên nhân không nên yêu nằm ở chỗ nào? Ở Dân Quang. Em trai Dân Phi à? Phải. Anh cũng thấy là chúng tôi gặp nhiều trở ngại rồi đó. Chuyện này xảy ra lâu chưa? Tôi đã yêu anh Quang từ lúc nào chính tôi cũng không biết. Quang với tôi quen nhau đến nay thì đã hơn 6 năm.
Nhưng cô có tin tình cảm của anh ta là chân thật không? Tôi tin. Nhưng dù tình cảm của anh Quang có đậm đà chân thật thì chuyện yêu đương cũng khó vượt qua lòng thù hận của những bậc sanh thần. Như thế là cô chưa hoàn toàn tin tưởng ở Vân Quang. Vậy tốt nhất là phải tìm ra điều bí ẩn. Điều gì bí ẩn? Tại vì sao Vân Phi đã ngã xuống hố sâu? Nhưng nếu hiểu rõ chuyện bí ẩn ấy thì giúp được gì cho tôi chứ? Cô nên biết rằng phải xóa sạch mối hoài nghi của mọi người với chị cô. Tình yêu của cô với Vân Quang mới không trắc trở. Tôi không hiểu tại sao thời gian qua gia đình cô không chịu tìm cho ra sự thật, không giúp chị cô khôi phục tâm trí như xưa. Nếu có quan tâm thì anh nên im lặng, vì sự thật kia không có lời cho tâm hồng. Dù án đó ước mong đừng ai lật lại, từ lâu rồi nó đã dần phai. Nhưng lúc này sự lo bỗng nhiên đè nặng, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình tôi. Tôi hiểu tâm trạng của cô hiện giờ, tôi có thể giúp được cô nếu cô nói cho tôi biết. Rồi có lúc tôi sẽ nói cho anh biết. Đợi đến khi tôi đủ can đảm để nói. Lúc nào rảnh rỗi á, tôi mời anh đến nhà chơi. Gia đình tôi rất là mến anh á. Cảm ơn, tôi sẽ đến. Xin chào anh, tôi là... Tôi đã biết ông. Ông cần hỏi gì? Tôi có thể nói chuyện với anh một lát có được không? Nói đi. Mẹ anh đỡ rồi chứ? Cảm ơn ông. Mẹ tôi không sao cả. Cách đây mấy hôm, Tâm Hà có đến thăm tôi. Cô ấy bảo là mấy lúc gần đây cô ấy rất buồn. Hà đã nói cho anh biết những gì? Về mọi chuyện. Anh Quang, tôi muốn cùng anh xua đuổi bóng đen. Cái gì mà xua đuổi bóng đen? Ông muốn ám chỉ điều gì? Tôi muốn nói cái chết của Vân Phi đã khiến cho Tâm Hồng mất đi một phần ký ức. Còn Tâm Hà thì cứ mãi bị cái chết kia ám ảnh. Tại sao chúng ta không tìm cách cứu họ thoát khỏi những khổ đau kia? Anh Quang, theo anh thì ai đã giết Vân Phi? Còn ai nữa hỡi ông? Chính Tâm Hồng đã giết anh tôi. Không biết tại hờn ghen hay áp lực gia đình mà nỡ lòng xô anh xuống hố sâu. Anh Quang, nếu bảo hờn ghen thì Vân Phi tìm đâu ra một cô gái như Tâm Hồng, xinh đẹp ngoan hiền
và hết và yêu thương. Nên cái chết kia không phải bởi ghen hờn, ai đã làm cho điên đảo mối duyên. Người đã làm cho điên đảo mối duyên kia lại chính là Tâm Hà, một cô gái ngây thơ trong trắng, là người đã khiến cho tôi nuốt buồn ngậm đắng thức trắng bao đêm để tương bóng mơ hình. Lần đầu gặp mặt tôi biết đôi mắt kia đã vô kính đời mình. Từ đó mọi rung động trong tôi dường như im ngủ trước nụ cười quyến rũ của những thiếu nữ dây quanh. Đêm từng đêm tôi lượm lạc từng sợi tơ mềm, từng mảnh nhớ thương, từng dũng sâu hờn tôi để nuôi sống niềm tin của cuộc đời. Ít may nhiều rủi mà đến mệnh khắc khe đã dành sẵn cho tôi rồi. Ông có biết còn một người làm cho tôi đau khổ là ai không? Là anh Dân Phi của tôi đó. Nhưng sao anh lại biết mối quan hệ giữa Tâm Hà với Dân Phi? Tôi biết mọi chuyện về Tâm Hà, nên có một hôm thấy Tâm Hà bỗng nhiên lạnh lùng pha cách, khiến lòng tôi hụt hẫng chơi vơi. Cũng có thể Dân Phi tạo tình cảm cùng Tâm Hà với dụng ý làm áp lực khi Tâm Hồng không muốn trốn đi. Dù có dụng ý hay không, tôi cũng không trách hờn cô ấy, vì không có người phụ nữ nào từ chối được anh tôi. Hơn nữa lúc đó Tâm Hà chỉ mới tròn 17 tuổi. Tôi đành cô nén cổ đau kiên nhẫn đợi chờ. Có thể mối quan hệ đó là nguyên nhân xảy ra thảm cảnh. Tôi buồn vì anh tôi đã dẫm bừa lên niềm tin của mẹ và quyến rũ người yêu của chính em mình. Để rồi cuối cùng anh Phi có được gì đâu, ngoài cái chết và u sầu của người thân thuộc. Để lại trong tôi nỗi đắng cay say rứt, rạn nứt thâm tình gian dở yêu đương. Vân Quang, ai vậy con? Dạ đây là ông Phát, bạn của con. Ông ấy là nhà văn đó mẹ. Chào ông. Sao không vào nhà chơi? Vân Quang. Dạ. Trời lạnh như vậy sao không mời khách vào nhà uống chén trà nóng con? Cảm ơn bác, tôi còn có chút việc đi ngay. Vậy hả? Nhưng mà đi đâu mà vội? Ngồi chơi lát thôi mà. Vân Quang, anh của con đâu, hãy nói ngay đi. Đừng giấu che mà mẹ sẽ không vui. Cả đêm qua anh con đi suốt bởi cái mền nếp xếp còn nguyên. Như vậy thì nó đã đi đâu? Mẹ ơi đừng có vội giận. Con có nói là anh con ở nhà đâu? Ông Phát có thấy không, chúng nó là anh em ruột thịt. Cùng được tôi khuyên răn dạy dỗ, mà khi lớn lên chúng lại khác tính tình. Vân Quang tuy nóng nảy hơn anh nhưng đứng đắn đàng hoàng, còn Vân Phi có vẻ lõi đời. Nó luôn báo rằng làm người tốt chẳng được gì đâu, sống ở thế gian không gì chắc chắn bằng có thế lực bạc tiền, phải thủ đoạn lọc lừa.
thì sự sinh tồn mới không bị lung lay. Ông nghĩ xem, nó nói năng như vậy làm tôi rất là lo lắng. Tôi nghĩ thế nào rồi cũng có ngày nó hư hỏng mà. Mẹ. Ừ? Mẹ. Ờ. Sao lâu nay không thấy con gái của ông Châu đến chơi? Quang ơi, anh con không làm gì người ta chứ? Cô ấy sẽ đến mẹ à. À mẹ, con và ông Phát phải đi cho kịp giờ làm việc. Mẹ hay vào trong nghỉ. Mẹ đi đi. Con đi nghe mẹ. Chào bác. Nhớ lại đây chơi nghe ông Phát. Quang à, con cũng phải về sớm một chút để tìm cho bằng được anh con nghe. Dạ. Ôi mùa thu mang nhớ mang sầu, mang niềm cô đơn phố quanh cuộc đời. Tại vì đâu mà lỡ duyên ban đầu, tôi ngồi đây nhìn qua lời lá theo gió chiều nhẹ đưa. Mơ ước tàn theo bước người đi. Mỹ Nhung ơi, hai năm qua anh như kẻ mộng du mãi đi tìm hình ảnh một mùa thu thơ mộng cũ. Tìm cô gái bên sông nghiêng xoay mái tóc dài buông rủ nắng rụng trên vai xinh đẹp tựa thiên thần. Hình bóng đó chập chờn trong giấc mơ không biết bấy nhiêu lần. Rồi mình đến với nhau bằng sự say mê cay đẹp. Em bảo yêu anh nhiều ở tư tưởng thanh cao, nhưng chỉ một năm mình sống cạnh bên nhau đành đuôi ngã vì xa hoa giật chớ. Mình chia tay cũng trong một chiều nắng nhạt, bởi anh có gì đâu ngoài trái tim ta thiết nồng nàn. Nhung ơi, anh nhớ mãi những lời của em nói, nên không hờn, không giận. Dù tháng năm dài, anh thương nhớ khổ đau. Em nói với anh rằng em không thể chỉ vì một trái tim mà sống. Có thể là Nhung nói đúng, cho nên bây giờ đối với tâm hồng, cớ sao mình lòng vẫn luôn u hoài. Từng đêm thao thức thương em số phận đắng cay, làm sao mà giải oan tình. Anh vẫn tin rằng không phải là em, buồn thương một đóa hoa xinh vì đâu cam chịu cả đời mưa giông. Anh Phát. Ủa Tâm Hồng, em mới đến hả? Em đến nãy giờ, tại anh lo mơ mộng nên không có hay biết thôi. Không phải mơ mộng, mà anh đang suy nghĩ về chuyện của em. Chuyện của em? Vậy anh tìm thấy cái thế giới em đánh mất chưa? Nói cho em biết đi. Anh chỉ mới biết một phần thôi, và chuyện đó không tốt cho em đâu. Dù tốt xấu lành dữ thế nào em cũng muốn biết à. Vậy em hãy theo anh. Tâm Hồng,
Em nhìn thử xem em có ấn tượng nào khi nhìn lại cảnh vật nơi này không? À, cái ghế xích đu. Anh biết không, mỗi tối đó em thường ngồi trên ghế xích đu này, nhìn bầu trời dày đặc những vì sao. Ngôi sao nào cũng lấp lánh lung linh, giống như ánh mắt của các thiên thần. Có những buổi chiều em lấy tiểu thuyết ra đây ngồi đọc, để khỏi nóng lòng trong khi chờ đợi. Nhưng mà em đã chờ đợi ai? Cô nhớ lại đi rồi nói cho anh tường. Người em đợi, em chờ là một người đàn ông rất thân thiết. Người đó là... Em sao vậy? Đầu em đau quá. Em không nhớ gì nữa cả. Tâm Hồng, vậy quyển sổ này đây có lẽ sẽ giúp cho em nhớ. Quyển sổ này là của em, anh nhặt nó ở nơi đâu? Ở ngay trong ngăn kéo của cái bàn kia, em hãy xem đi. Dân Phi, Dân Phi. Đúng rồi, anh như áng mây ngũ sắc bền bồng, trôi giữa bầu trời cao rộng. Như khói, như sương theo từng cơn gió lòng, quyện chặt hồn tôi bằng sự quyền ảo mơ. Chạy mãi mà không tìm thấy lối ra, dẫu biết ăn dặn chung tình chỉ hút duy dần qua. Sức vô tâm chẳng chút luyến lưu như loài ong bướm, nhưng tình yêu tôi đã dành cho anh như nước của các dòng sông đều dành cho biển. Nhẫn tâm nên khi chứng kiến cảnh anh ta âu yếm Tâm Hà, em chỉ muốn chết và muốn giết. Không phải muốn giết mà phải giết anh ta. Hãy bình tĩnh lại đi em, chuyện đó đừng nói hôm nay, hãy đợi khi nào em bớt xúc động rồi hãy kể cho anh nghe nha. Không, em muốn nói bây giờ hả? Vì từ trong ký ức vừa hiện ra địa ngục dương trần, mà em đã nhận chiếu đại đoá muôn phần. Khi bước chân ra đi thì cõi lòng rộn rã, trước mắt một màu hồng tỏa khắp không gian. Nhưng có ngờ đâu vực thẳm sẵn chờ để đưa em xuống đáy sâu, mà chỉ có bóng đêm ngự trị. Cô độc bơ vơ một mình dãy dùa, ôm trái tim đau mà thương hận khối tình si. Tâm Hồng, đừng bi quan, đừng rơi nước mắt. Còn cái đắng xót xa buồn phiền. Nhưng mà tại sao hơn một năm qua tâm tư em dường như như có người bảo em chuẩn bị cùng đi. Hồng ơi, bây giờ anh sẽ là bên đầu
con thuyền mệt mỏi của em không còn trôi dạt theo từng cơn sóng đẩy đưa. Anh với em hai mảnh đời tán vỡ, hãy chắc chiều nhau mà hàn gắn vết thương đau. Để vũ trụ không còn là quái hồng quang, để gió mới mang muộn phiền bay xa cho mùa xuân thắm lại. Hoa sẽ nở và chim sẽ hót dưới bầu trời rực rỡ trăng sao. Tâm hồn trong sáng thanh cao, tình ta như én liền chào giữa trời. Anh Phát, tâm hồng. Thưa ông, cậu đến đây làm cái gì? Dạ, hôm nay tôi đến đây là để xin phép ông cho tôi được cưới Tâm Hồng. Nè, cậu có điên không mà đến đây đòi cưới Tâm Hồng? Chắc làm việc quá độ nên tâm trí bất thường mới không nhận thấy là cậu chưa đủ điều kiện để cùng con gái tôi kết nghĩa trăm năm. Ông bảo tôi không đủ điều kiện, tình yêu chân chính làm gì có điều kiện. Quan niệm mỗi người chẳng ai giống ai đâu. Hơn nữa con gái tôi đang bệnh hoạn, lại sống quanh quẩn ít giao tiếp với người xa lạ. Từ thể xác đến tâm hồn nó rất là yếu đuối. Cậu chẳng quân tử tí nào khi chinh phục con tôi. Tình yêu không cần giải thích bởi một lý do gì, khi tự nó nảy nở mọi nhân tố khác đều biến thành nhỏ nhoi. Tôi không cần cậu giảng giải về ái tình, dứt khoát một lời cậu chớ nằm mơ. Nếu ông thật lòng tìm hạnh phúc cho con thì xin đừng đem quyền của bậc làm cha mẹ ra mà áp đặt. Vì hạnh phúc ấy mong manh như tơ nhện vắng ngang bầu trời đầy mưa bão. Chỉ một giọt nước rơi thì tất cả sẽ nhòa tan trong lòng đất muôn đời. Rồi niềm vui sẽ mãi xa rời. Tuổi thanh xuân tràn trề như sông, bóng héo xào cằn cỗi hoành niêu. Cuộc sống này sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu, giống như cây si được trồng trong chậu ngọc. Thân xa tốt tươi mà tâm hồn ngủ ê giá lạnh, sống giữa người thân mà như kẻ lạc loài. Tâm Hồng là con của tôi có quyền nghĩ đến quyền lợi đến đời sống của nó. Hơn nữa tâm trí của nó không bình thường, do đó nó không thể tự quyết định được. Thưa ông, mối tình đầu đã khiến cho Tâm Hồng thất điên bát đảo. Nếu bây giờ để cho Hồng đau khổ nữa, tôi sợ Hồng sẽ khó sống nổi. Cậu định đem sinh mạng của con Hồng ra để đe dọa tôi à? Không phải dọa đâu, mà đó là sự thật. Hồng đau khổ rất nhiều vì luôn sống trong bóng tối, trằn trọc âu sầu với tiếng nấc trong đêm. Vậy mà ông nào hay nào biết, làm hại con mình mà cứ ngỡ bảo vệ cho con. Còn tôi đã mang lại cho Hồng tiếng hát, lấy lại niềm tin lẫn sự yêu đời. Ông là người giàu kinh nghiệm yêu đương, vì đã trải qua nỗi đau ly kết thì có lý đâu ông lại chê cười mắng trách nở chia lìa đoạn dứt đành sao. Ông có hai cô con gái rất ngoan và một người vợ rất tốt, nhưng với quan niệm sống của ông thì chuyện mất họ không có gì là khó khăn.
Cậu im đi. Từ nay về sau tôi cấm cậu không được đến đây nữa. Ông Châu, ông đã từng yêu bao giờ chưa? Chuyện ấy không việc gì đến cậu. Đừng đem cái chuyện yêu đương ra để mà che đậy hành động dè dặn bất chính của cậu. Yêu là phải cân nhắc đến sự tương ứng về thân thế và phải biết dừng lại trước lễ nghĩa. Tôi đâu có vượt dòng lễ giáo. Nhưng yêu một người bệnh hoạn như con tôi thì đó không phải là tình yêu mà là tội ác. Tôi thừa nhận lạm dụng tình yêu và vô trách nhiệm là tội ác. Nhưng tình cảm chân thành cũng là tội ác nữa hay sao? Cậu ông Châu, tôi yêu Hồng chân thật và muốn đưa em trở lại cuộc sống hạnh phúc lẫn niềm tin. Mong ông suy nghĩ lại, đừng để Hồng phải rơi vào tột cùng đau khổ. Còn tình cảm của trái tim thì nó đa dạng lắm. Cũng như ông, liệu mối tình thổi ban đầu của ông có thể gọi là đúng đắn hay không? Cậu Phát, tại sao cậu lại nói tôi như vậy? Tôi thấy cậu tò mò về chuyện gia đình của tôi nhiều rồi đó nha. Không ngoài mục đích tôi tìm ra sự thật. Tôi không tin như vậy. Rồi ông sẽ tin. Chào ông. Cậu Phát, tôi muốn hỏi mình ngồi xuống đây đi. Rồi em xem thế nào anh cũng làm cho nó nhục nhã ê chề. Có phải vì cậu ấy đã khơi lại vết thương lòng của mình không? Mình nói như vậy nghĩa là sao? Thật ra những gì cậu Phát nói cũng không hoàn toàn vô lý. Chẳng lẽ mình cho hắn nói có lý hay sao chứ? Trước kia chúng mình đã cố sức cản trở chuyện yêu đương, kết quả đã đưa đời Tâm Hồng đi đến thảm kịch. Vì vậy hôm nay em nghĩ rằng đừng nên dồn con vào chân tường mình à, mà chúng ta hãy mở ra một lối thoát. Với trực cảm của một người mẹ, em thấy cậu ấy thật lòng yêu quý Tâm Hồng. Coi bộ mình muốn có ý định làm mẹ vợ hắn rồi. Mình à, nếu mình thấy ánh mắt của con long lanh với nét mặt tươi vui ngời sáng, gương lượt điểm trang tung tăng chân sau, nhớ vừa bừng tỉnh cơn mơ sao giấc ngủ mê dài, thì mình sẽ trút hết một sức sống với niềm vui vô tận. Sự bừng khởi của tinh thần đã giúp con mình khỏe mạnh như xưa, giấc ngủ bình yên không còn ác mộng, tiếng nức nở nghẹn ngào và tiếng hoảng loạn cũng tiêu tan. Con gái sung sướng khi có người hiểu thấu tâm tư, cũng như kẻ sĩ chết về trị kỳ cũng cam lòng. Không được, dù thế nào tôi cũng chẳng đồng ý mối tình không chính đáng đó. Sao mình lại nói đó là mối tình không chính đáng chứ? Mình thử so sánh với hình ảnh lúc trước của mình xem sao. Không thể so sánh như vậy được. Hoàn cảnh lúc trước với bây giờ hoàn toàn khác nhau mà. Mình à, tình yêu á thì không khác. Từ cổ chí kim, tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở. Thiếu vắng tình yêu sự sống chẳng trường tồn. Nhân với dân phi thì tham vọng của hắn không xuất phát từ tấm lòng chân thật, nên chúng ta không có gì ân hận khi đã cạn ngăn. Còn cậu Phát là người có tư tưởng thanh cao, rất hợp với Tâm Hồng, một cô gái rất nhiều mơ mộng. Phát đã đem
sôi ấm, cứu con mình thoát khỏi vực tối thâm u. Vì vậy em xin mình hãy suy nghĩ lại. Không có gì phải suy nghĩ nữa. Nếu vậy em xin mình đừng cấm đoán Tâm Hồng, cứ để cho hai đứa tiếp tục gặp nhau. Trong khi đó chúng ta sẽ tìm cho con một bạn trai mới, mình thấy sao? Mình có lý. Được, anh sẽ chiều theo ý của mình. Dạ thưa ba, con đã trưởng thành, con muốn tự mình chọn lấy người bạn đường hơn là làm nhọc lòng ba má. Tôi biết cô giỏi lắm mà. Thằng Phi trước kia cũng do chính cô chọn đó. Đẹp mặt chưa? Mình đừng có nóng. Có việc gì để từ từ rồi giải quyết. Không nóng sao được. Từ khi nó chào đời cho tới bây giờ, tôi có lúc nào yên thân không chứ? Ba, nếu sự ra đời của con đã mang nhiều phiền phức đến cho ba, thì ba sinh con ra làm gì? Không, con đừng có hỗn. Bộ ba tưởng con không biết gì sao? Chính ba và má đây đã làm cho mẹ con tức mà chết. Không, ai đã nói với con như vậy? Mặc dù trong quyển nhật ký mẹ con viết còn gian dở, nhưng cũng đủ cho con hiểu rằng cái chết của mẹ con vì uất ức mối tình tội lỗi của ba và má. Không, mày là cái thứ vô lương tâm, thằng uống đông sanh thành dưỡng dục. Trời ơi, sao mày không chết quá đi, từ thoải mới nằm nuôi. Nuôi mày lớn không chỉ để làm khổ cha khổ mẹ, rồi nay lại dám hôn cả đeo, phải từng kỳ thắng tay. Thôi thôi, tôi xin các người đừng to tiếng với nhau. Đừng cãi lẫy để làm gì, chỉ làm rối rắm thêm thôi. Mình chớ có cản ngăn, hãy giang ra đi để tôi răng dạy. Nếu mình muốn đánh con thì mình hãy đánh tôi đi. Mẹ, mẹ ơi, nơi chôn cửu nguyên mẹ có biết đời con là một chuỗi ngày dài đau khổ, thì nơi sống nữa mà chi? Khi ngọn thái sơn chối từ hòn sỏi nhỏ đã quay lưng dứt bỏ thịt xương mình, lạc lòng bơ vơ vì mất hứa thâm tình. Dù mẹ chết khi con còn quá nhỏ, nhưng con vẫn hình dung mẹ rất dịu hiền, xinh đẹp lại dễ thương. Nếu mẹ còn thì con sẽ như viên ngọc quý, được trân trọng giữ gìn ve vuốt nâng buồn tuổi hắt hiu, và sẽ thấu hiểu niềm riêng tư sâu kín. Hồng, đừng có nói vậy mà lỗi đạo làm con. Có cha mẹ nào mà không lo lắng cho tương lai hạnh phúc của con mình? Con nên nhớ một điều, ba má là người đi trước mà con. Thưa ba má, dù ba má có bao năm kinh nghiệm, nhưng đâu phải là không bao giờ lầm lẫn. Có thể điều ba nghĩ là sai, nhưng chuyện tình của con và Phi trước kia là sai hay là đúng? Mà thái độ của con lúc đó cũng không thế bây giờ. Ông ơi, con mình đã sai gì còn trong mà lứa tuổi dài cờ. Nhưng dân Phi khác xa với cậu Phát, chẳng qua tại ông có thành kiến và quá khắt khe.
không phải khắt khe mà là lo sợ. Vì giữa cuộc đời ô trọc kiến thức các con nào có là bao. Như cánh chim non sắp lìa khỏi tổ, chỉ giây phút say lầm thì xác ra hồn tan. Má, con xin lỗi là con không thể nào xem má như mẹ ruột. Dù má thương yêu con không khác gì em Hà. Đứng lại, con tưởng rằng người chết kia chính là mẹ ruột của con sao? Con lầm rồi, chính đây mới là mẹ ruột của con. Anh Châu, hai mươi mấy năm rồi, hôm nay ba phải nói cho con biết, con và Tâm Hà cùng chung huyết thống. Ba, ba nói sao? Đây là mẹ ruột của con. Nhưng tại sao trong quyển nhật ký kia lại chép như vậy? Có đúng không vậy ba? Đúng phần nào thôi con à. Thuở đó ba là con của một gia đình giàu có, ông bà nội con theo tục tàu. Nên cưới vợ cho ba lúc còn rất trẻ. Cuộc sống gia đình cũng ấm êm hạnh phúc. Chỉ tội một điều bệnh hoạn kéo dài nên vợ của ba không thể sanh con. Anh Châu, đừng nói nữa mà anh. Khi quen với Tâm Phương, ba thấy dạ thiên sao, nhung nhớ khi chiều tàn. Hồn lẫn lẫn theo từng cơn gió thoảng, ba mới thật sự biết thế nào là rung động của tình. Rồi một năm sau, đứa bé được sinh ra, mẹ đặt cho con cái tên là Tâm Hồng. Mừng lo biết tin sao cho vẹn vẽ đôi bề. Có ngờ đâu vợ của ba hay được cũng biết bảo đem con về để dưỡng nuôi. Vì muốn tốt cho con nên mẹ đành bước đi nắm ruột. Ngày lại ngày qua tâm thoát đã hai năm giờ cô bà bỗng muốn có con, sợ phải mất chồng. Căn bệnh ngặt nghèo nên người đã chết lúc mang thai. Định mệnh an bài khiến cho ba mới cưới được mẹ của con đây. Người con gọi bằng cái mẫu chính là mẹ ruột của con. Trời ơi, đây có phải là sự thật không? Phải, đây là sự thật.
Nhưng tại sao, tại sao mẹ không cho con biết sớm chứ? Sợ dĩ ba và mẹ không đem sự thật kể cho con nghe, bởi vì tuổi trẻ của các con quá bồng bột hay nghi kỵ. Hơn nữa, ba không muốn xúc phạm tánh tự tôn của con, sợ không biết con sẽ nhìn cha mẹ ra sao. Bởi dù ít hay nhiều thì trong cái chết kia, ba với mẹ cũng có lỗi mà. Do đó, ba mẹ đã ẩn nhẫn suốt 20 mấy năm qua rồi con à. Mẹ, con, trời ơi, mẹ đang ở trước mặt con mà con nào hay biết. Để suốt 20 mấy năm dài, con thầm gọi mẹ trong đêm. Thưa ông. Nè, mấy người đến đây để làm cái gì mà lại ngang nhiên bước vào nhà tôi vậy chứ? Ông Châu, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên dẹp bỏ mọi thành kiến để nói chuyện đứng đắn với nhau, có được không? Đối với hạng người như anh, tôi thấy không có gì đáng nói. Và hình như tôi đã nói với anh là tôi cấm anh bước vô nhà tôi rồi kia mà. Ba, sao ba lại nói với anh phát như vậy? Tại sao ba không có quyền nói như vậy với những thằng định quyến rũ con gái của ba chứ? Mình, hãy bình tĩnh lại đi mình. Mời hai cậu ngồi. Tôi bình tĩnh sao được khi thấy mấy con sói này định ăn thịt con của mình. Xin lỗi, bác nên giữ lời, đừng nhục mạ chúng tôi như vậy. Tôi đến đây để xin phép bác cho con được làm bạn với Hà. Im đi! Anh của cậu muốn làm mưa làm gió ở đây không được. Bây giờ đến cậu hả? Mấy người giỏi thật, chừng nào chưa đoạt được tài sản của tôi, chắc mấy người chưa chịu buông tha hả? Xin bác thận trọng lời nói. Bác tưởng trên đời này chỉ có tiền bạc là đáng kể sao? Với Hà, dù bác muốn hay không, con vẫn yêu Hà. Còn về phần tiền bạc tài sản thì bác cứ yên tâm, cái gương của anh Phi vẫn còn trước mắt, làm sao con quên được. Nếu bác không phải là cha của Hà thì trước những lời nhục mạ kia chắc con không thể vâng quan. Mấy người đến đây như những tên lưu manh quyến rũ con gái tôi mà lại còn nói năng hỗn láo. Ra khỏi đây ngay đi. Ông Châu, chúng tôi sẽ đi ngay, không cần ông phải đuổi. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây, tôi muốn nói đôi câu, là tình yêu của chúng tôi không có tội lỗi gì. Ông đã từng yêu, chắc ông cũng thừa biết thế nào là sự sai đắm của những kẻ yêu nhau. Vì tiền bạc không thể mua được trái tim. Hôm nay ông đã nặng nhẹ đuổi xua, đó không hẳn là ông chỉ làm khổ chúng tôi, mà còn làm khổ cho hai đứa con gái của mình. Xin hỏi ông nỡ đành lòng như vậy hay sao? Đừng khua môi múa mỏ trước mặt tôi. Tôi cho mấy người biết nha, không bao giờ tôi gả con gái tôi cho mấy người đâu. Ra khỏi nhà tôi ngay đi. Ba, nếu ba đuổi anh Phát đi thì con cũng đi luôn. Hồng, đừng như vậy em. Đừng vì tình cảm yêu đương mà buông rời cấu hiếu đạo. Anh không muốn đem đến cho em điều ưu tư phiền não khi định kiến khắc khe chia biệt đôi mình. Chỉ ngọt ngào nồng ấm, không lời quyến rũ cũng chẳng gian xinh. Nay có sự cấm ngăn chia biệt tình mình,
Dù không nên chồng vợ anh vẫn hoài ghi nhớ. Đừng khóc nữa em ơi, khiến lòng anh tê tái trăm nhớ ngàn thương. Xin gánh lấy một mình. Làm sao chôn lắm sâu chất ngất niềm đau cay đắng tràn đầy. Tội gì đâu mà kẻ gian đầu sầu, người gian gì để bên sông thương trôi cũng lý tình. Hồng ơi, dù trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập, nhưng lý trí phải là bạn đồng hành mới tìm được hạnh phúc dài lâu. Nên hoàn cảnh nào chữ hiếu cũng cần xem trọng. Đền ơn sanh thành là bổn phận kẻ làm con. Cậu đừng có giả nhân giả nghĩa lên giọng dạy đời nữa. Cậu đi đi. Bà ơi, anh Phát đã nói như vậy thì có gì là không tốt đâu. Nếu bà không cảm thông thì con cũng liều đi theo anh Phát đó. À, con giỏi quá. Bà cấm con theo trai một lần chưa đủ hay sao mà bây giờ còn định đi? Con đã làm khổ cả gia đình. Bà vừa nói con đã theo trai, con theo ai hồi nào đâu? Đừng giả vờ, con đã làm cho nhà này mang nhục, nhục nhiều lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ cho con biết đi, những lời bà nói ra có đúng như vậy hay không? Chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại. Trời ơi, có phải là tôi đã theo trai? Sao mọi người lại lặng tiếng im hơi? Như vậy có nghĩa là tôi đã theo trai. Hồng ơi, hãy bình tĩnh lại. Yêu em anh không ngần ngại. Dưới mắt của anh, em vẫn trong sạch, giữ gìn câu thiết thành. Nè, cậu hãy đem những lời đó về để mình viết tiểu thuyết đi. Ở đây không có ai nghe đâu. Dân Quang, mình đi thôi. Cho em theo với. Tao bảo mày đứng lại. Không được đi, không được đi. Mày đâu phải là loại gái đi ngang về tắt. Vừa mở mắt chào đời, con đã là đứa con vụng trộm rồi, thì có gì là danh dự nữa đâu. Biết rõ mọi chuyện xảy ra, nhưng anh Phát đã tha thứ cảm thông. Anh ấy không hề khinh con như ba. Khốn nạn, sinh mày ra rắc rối bao nhiêu chuyện. Mày giết người, tao đã giấu cho mà lại không hiểu. Biết mày ương ngạnh như vậy, tao để cho mày ở tù rút xương rồi. Tôi giết người? Tôi đã giết người? Tôi giết ai? Mày đã xô thằng Phi xuống vực. Không, mày đã giết nó. Bây giờ còn giả vờ nữa sao? Trời ơi, tôi giết người. Trời ơi, Hồng, tỉnh lại đi con. Hồng, trời ơi, Hồng, tỉnh lại đi em. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy mẹ? Trời ơi, mau, Phi ơi, Phi. Hồng kìa, Hồng nó tỉnh lại rồi. Tâm Hồng, tỉnh lại đi em. Phi ơi,
mẹ không cố tình thật mà. Thùy ơi, tôi nhớ lại rồi. Anh Phát ơi, em nhớ lại rồi. Thật à? Anh mừng quá. Để anh đưa em về nhà nghỉ cho khỏe, rồi sau đó sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe nha. Không không, em muốn kể ngay bây giờ. Và tại đây, sau 3 ngày trở về nhà, em suy nghĩ thật kỹ rồi trở lại chỗ này. Và sau đó, cô lấy được bao nhiêu tiền mà để tôi phải chờ cả tiếng đồng hồ vậy hả? Tôi không lấy theo một thứ gì hết, vì tôi không muốn trốn theo anh. Cô nói sao? Tôi không muốn trốn đi với anh. Cô nói thật à? Thật. Không muốn đi với tôi, vậy cô đến đây để làm gì? Để nói dứt khoát với anh một lần cuối, và cho anh biết rằng tôi vô cùng hối. Hận khi đã vội vàng yêu anh, làm khổ cha khổ mẹ và khổ cả bản thân. Sống với anh tôi nào có được gì ngoài sự dằn vặt triền miên với lời xúc phạm nặng nề. 10 ngày sống với anh mà ngỡ như 10 năm trời địa ngục. Anh chỉ cần tiền chứ nào có cần tôi, trong khi mẹ cha luôn cần có tôi bên cạnh, và không một lần nhắc chuyện nhục nhã vừa qua. Tình thương kia đã làm tan vỡ mộng ra đi, tôi không thể nào sống với anh được nữa. Dù biết rằng sẽ rời ra con tim. Vậy là trước khi đến đây, cô đã quyết định nói với tôi những lời đoán tuyệt. Không, không thể được. Tôi đây bắt buộc cô phải thi hành theo ý của tôi. Nếu cãi lời tôi chẳng dung tha. Anh có giết tôi cũng không màng, miễn được rời xa anh là tôi mãn nguyện rồi. Được, nếu cô muốn vậy, tôi sẽ cho cô tội nguyện. Cô sẽ tội nguyện. Anh muốn gì? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đừng dùng giấy mất công. Cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Anh buông tôi ra đi mà. Nếu cô không chịu theo tôi á, thì cô phải chết. Phi ơi, đừng bỏ mẹ đi theo người ta. Mẹ thương con, mẹ muốn con sống cạnh mẹ. Mẹ không cần tiền, ở lại với mẹ đi con. Trời ơi, mẹ ơi mẹ, con đã nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi. Ở đời không tiền không thân thế, dễ bị người đời rẻ khinh chà đạp lắm. Con muốn lập thân, con muốn có địa vị, con muốn có thật nhiều tiền. Có thật nhiều tiền. Mẹ nghe rõ chưa? Mẹ đừng cản ngăn con nữa mà. Phi ơi, nhiều tiền lắm bạc mà mất hết nhân tính thì có thua gì loài cầm thú đâu con. Mẹ, thà nghèo mà sống có nhân có nghĩa, có tình thương yêu của mẹ vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Không, không,
không cần tình thương của mẹ nữa. Mẹ về đi, về đi mà. Trời ơi, Phi, con nỡ nói với mẹ như vậy sao con? Phi ơi, mẹ đã vì các con mà ở vậy suốt nửa đời người để nuôi con khôn lớn. Nếu bây giờ con bỏ đi, con không cần mẹ, thì đời mẹ còn có gì nữa đâu. Con chạy không thoát đâu. Mau theo tôi, đi, đi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Con về đi, về đi. Đừng đến đây dụ dỗ con tôi. Con về đi. Không, con không dụ dỗ anh Phi. Con đến đây là để nói lời dứt khoát với anh ấy. Nhưng mà anh ấy không bằng lòng. Không, không, tôi không tin cô. Cô về đi, cô về ngay đi. Về ra. Phi, mày, mày là đứa con bất hiếu. Mày mê gái, mày bỏ mẹ, mẹ bỏ em. Đi, đi theo tôi, đi, đi. Phi, Phi. À! Trời ơi, con tôi rơi xuống trũng sâu rồi. Vân Phi ơi, mẹ đâu cô tình đầy số con trẻ. Mẹ chỉ muốn giữ lại chút tình mẫu tư, không để người ta quyến rũ con. Mình sự thật là như vậy. Tôi đã nhớ thật rõ không sai. Con có nhớ lúc ba đến gần con đã nói gì không? Hình như con nói tôi đã giết Phi. Chính vì câu nói đó mà từ lâu mọi người hiểu lầm con đã giết Vân Phi. Cậu Quang, cậu có tin những lời Tâm Hồng nói là thật không? Tôi tin. Đến bây giờ tôi mới nhớ lại. Đêm đó tôi vừa hay tin là tôi vội chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Phải, tôi đã chạy tới đây.
nhưng không thấy mẹ tôi đâu hết. Mãi đến sáng hôm sau, khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đã điên loạn. Dân Quang à, bây giờ sự thật đã rõ ràng. Kẻ giết người không phải là Tâm Hồng, cũng không phải là Bác, mà là Dân Phi. Kẻ gieo gió thì phải gặt bão. Thằng Phi con tôi nó rớt xuống hố, mấy ông làm ơn cứu nó dùm nghe. Được rồi, bà cứ về nghỉ đi, chúng tôi sẽ cứu cậu ấy mà. Trời ơi, bà con ơi, con tôi nó rớt xuống hố rồi kìa. Mẹ mẹ, mọi người sẽ cứu anh con. Bây giờ con đưa mẹ về nhà nghỉ nghe mẹ. Nhớ kêu anh con về với nghe. Dạ. Dạ xin phép. Tâm Hà, hãy giúp cậu Quang đưa bà ấy về. Dạ. Cậu Phát, tôi... Mọi chuyện đã rõ ràng trắng đen. Tôi xin có lời chúc mừng đến gia đình của ông bà. Chúng tôi cảm ơn cậu. Xin cậu đừng để bụng về thái độ và những lời khiếm nhã của tôi trong những ngày qua. Dạ không có chi, xin ông bà hãy yên lòng. Thôi, chúng ta cũng về Tâm Phương à. Dạ. Tâm Hồng, cậu Phát, hãy giữ gìn những gì đang có nha hai con. Dạ. Dạ. Lần cuối gặp nhau.